Chào mừng đến với thế giới xe hơi, nơi con người biến thành ô tô và ai cũng rất thích đua xe. Nhưng mà nếu con người là ô tô thì đua xe chính là chạy bộ, nghĩa là ở cái thế giới này thì ai cũng thích điền kinh. Ô tô là lực lượng cấu thành chính của cái thế giới này, rồi cũng là ô tô, bò tót cũng là ô tô. Mấy con này tôi chẳng biết là cái loại gia súc gì thì nó cũng là ô tô. Phim bắt đầu với nhân vật chính Lightning McQueen ngồi nói nói về mình các thứ và tôi phải nói là cái phim này làm phần mở đầu rất hay từ nhạc rock, góc máy, âm thanh động cơ xe cộ, edit phim các thứ làm chính tôi cũng thấy hốc với đua xe. Anyway thì thì Lightning McQueen tham gia một cái giải đua và hôm nay là chung kết ai thắng thì sẽ được cúp piston McQueen thì còn có hai em gái fan cuồng này nữa nên là về cơ bản thì nếu thắng anh này sẽ có hai gân một cắp. McQueen thì là kiểu tân binh của giải nhưng mà thành tích thì khá tốt và có thể làm mấy trò đua xe kiểu này nhìn bất hợp pháp vãi trưởng xong rồi có quả xích để chờ mu là cái chào hồi bé tôi xem xong thấy mẹ ngầu phết hai đối thủ lớn nhất của McQueen là The King huyền thoại đua xe và vợ anh này là một con xe Vinfast người thứ hai là Chick -Hick bạn đã từng thấy ai có sự tốc độ nhưng màu xanh lá chưa? tôi thì chưa nên là lão này luôn thua The kinh mấy cái xe ai đang đua đua nhau đến mấy vòng cuối thì chích chơi xấu các thứ gây tai nạn trên đường đua nhưng mà tất nhiên là mcqueen vượt qua được thậm chí còn nhảy nhảy qua các xe khác rồi lao lên dẫn trước đến đoạn này thì mcqueen phải vào thay lốp nhưng mà bố này không thay để tiết kiệm thời gian và đây là một quyết định hay vờ lờ cho đến khi bị thủng lốp ở đúng vòng cuối thế là trong lúc chích và The kinh lao đến thì mcqueen phá hoại đường đua bằng cái la răng của mình cuối cùng thì sau khi chích va cả ba hòa nhau mcqueen không phải trả giá quá nhiều nhờ cái lưỡi dài của mình anh thấy quyết định không thay lốc là một quyết định rất ngu và không ai trên đời làm thế không. Einstein đã từng nói đôi khi quyết định ngu ngốc sẽ mang lại những thành công ngoài sức tưởng tượng. Ông ấy không nói thế đúng không? Yeah. Ờ mà thằng kia làm gì đấy? Đi ra. Không thấy họ đang quay tao à? Lốt thì thay lúc nào chả được. Thế thì mày tự đi mà thay. Queen thì khá kiểu kênh kiệu bệnh ngôi sao các thứ và không thèm nghe ai góp ý chỗ trước cậu ổn đấy cảm ơn anh ổn lói lìa cậu đáng lẽ phải nghe chỉ dẫn của người điều hành nhưng mà Queen thì không nghe lắm vì còn đang mải tưởng tượng là mình có nhà tài trợ mới xong rồi đi làm siêu hình hùng các thứ và, và bây, bây giờ, giờ lần, lần đầu, đầu tiên, lần tiên trong lịch sử một tân binh vô địch piston Cup. ba, ba người, người cùng vô địch, địch, địch piston cup. cup. thế là ban tổ chức quyết định làm một cuộc đua nữa để tìm nhà vô địch và cuộc đua này sẽ diễn ra ở california mà tôi không hiểu lắm vì sao họ lại phải làm thế vì kiểu ở đấy có đường đua mà hay là thôi đua nốt mỗi thằng Mười vòng ai thắng thì về trước đi Ban tổ chức chính ra biết vắt sữa phết Nhưng mà trước khi đi đến California thì McQueen phải đi trả quyền lợi cho nhà tài trợ Một hãng chống dỉ đít xe kiểu kiểu thế McQueen thì quá kênh kiệu với thái độ kiểu ăn cháo đã bát vào lờ Tại vì trong đây toàn mấy con xe cũ xong rồi bị dỉ Và tay này thì nghĩ là mình thượng đẳng hơn những người khác Nhưng mà mấy nhà tài trợ vẫn kiểu khu cool ấy, Tại vì là McQueen là siêu sao các thứ Sau đấy thì chúng ta đến một đoạn nhạc cực hay và khung cảnh Mỹ các thứ để thể hiện quãng đường đi đến California Nhưng mà tôi thắc mắc là sao không đi xứ máy bay đi Trên đường đến thì đại diện của McQueen gọi điện bảo là ban tổ chức cho 20 vé để mời bạn đến xem trận tie breaker nhưng mà McQueen đần người ra tại vì mình không có bạn đến đây thì McQueen buồn lắm tại vì là nếu có bạn thì vừa mời được đi xem mình đua mà lại còn mời được họ dùng ví Hull station nơi lưu trữ tài sản tiền điện tử như là Bitcoin, Ethereum, NFT an toàn và dễ dàng sử dụng với hơn 7 triệu người dùng tin tưởng bạn có thể nhận lãi qua đêm chỉ với việc nắm giữ tài sản trong ví mỗi ngày người dùng sẽ có cơ hội đập dương nhận các phần thưởng có giá trị lên tới một Bitcoin và nhận hoa hồng lên đến 40% khi mời bạn bè. Hostation có giao diện sinh động thân thiện với các thao tác được đơn giản hóa nhờ công nghệ liên tục cải tiến, trải nghiệm mượt mà, nạp rút trong một nốt nhạc với phí giao dịch thuộc top rẻ nhất thị trường. Chính bạn là người nắm giữ tài sản và bảo mật đã được kiểm soát bởi các đơn vị uy tín. Giao dịch phái sinh được tích hợp trực tiếp trên điện thoại, đa dạng các cặp giao dịch của cả ba thị trường như là Bitcoin, vàng, dầu và hàng hóa với đòn bẩy lên tới 500 lần. Link tải ví ở phần mô tả và bình luận. Quay lại với phim thì Max tài xế của McQueen muốn vào trạm dừng nghỉ để ngủ vì mệt lắm rồi. Đoạn này nhìn về cái xe tải ngủ hai Hết. nhưng mà mcqueen thì lại muốn đi một mạch đến cali trước để gặp mặt các nhãn hàng các thứ ê cu nhưng mà tôi sợ tôi không thức được dễ mà để cháu thức cùng chú cả đêm luôn á cả đêm luôn và cả đêm ở đây tức là ngủ cả đêm lúc này thì mắc đang buồn ngủ lắm rồi thì có mấy con xe da đen đến phá và bạn hỏi là vì sao tôi biết là xe da đen thì bạn có thể nghe cái đoạn này hey, yo, mấy con xe này thấy mắc đang buồn ngủ nên là bật nhạc du ngủ là mắc đâm vào thành đường xong rồi bật cửa xe đằng sau là McQueen rơi ra ngoài mới tỉnh dậy hoảng hốt chạy đi tìm mát xong rồi bị lạc luôn xong rồi chạy nhanh quá thế là bị công an dí ông công an này lâu ngày không đi nhanh nên là bô cứ nổ nổ như là tiếng bắn súng Làm mấy Queen tưởng là bị công an bắn lại chạy càng nhanh rồi đâm vào một thị trấn phá hết cơ sở vật chất ở đây thậm chí là cày cả cái đường lên xong rồi nằm bất tỉnh trên đống dây điện sáng hôm sau cả thế giới phát điên lên về sự mất tích của mấy Queen. ê nhưng mà cái phim này thực sự là tỉ mỉ nhá cái ông host talk show này tên là jay limo luôn mà kiểu jay leno ấy xong rồi có cả bên tập viên nhật bản bé bé hai phết mấy Queen thì tỉnh dậy và gặp mây một con xe kéo với hai cái răng cửa to bằng nỗi buồn của tôi lúc này và biết được mình đang ở thị trấn Xuân Mai tên tiếng Anh là Radiator Spring sau đó McQueen bị đưa đi hầu tòa cái thằng này phải cho tù một gông thằng này phải đền mạng thằng này phải xem Việt Nam đá với Indo 20 lần vì cậu không có luật sư nên tòa sẽ chỉ định luật sư cho cậu có ai muốn làm luật sư cho cái tay này không không ai nhận nên là mây tờ nhận sau đó thì thẩm phán kiêm bác sĩ Hudson đi vào thằng nào phá thị trấn của tôi thì nên biết rằng ở đây chỉ có án chữ chứ không có án số chúng mày nên gọi điện về nhà và bảo bố mẹ chuẩn bị bàn thợ đuổi cái thằng này ngay khỏi phòng xử án tôi muốn nó ra khỏi thị trấn của tôi ngon hệ ê làm luật sư chính dạ không dễ chứ của cậu 100 trăm nghìn đô đúng lúc đấy thì Sally luật sư bào chữa của tòa án đi vào đây là một con Porsche hai cửa và ai thì cũng thích Porsche hai cửa em là chiếc xe anh thích nhì còn thích nhất là xe hột loa chào đời mới chói chói bố thằng rửa người sau màn chào hỏi vừa rồi thì Sally là một bài diễn thuyết về việc McQueen đã phá hỏng thị trấn như nào và dùng sức mạnh của dân chủ để buộc thẩm phán phạt McQueen làm lại đường cho thị trấn. Đốc đồng ý và thế là McQueen phải đi sửa đường. Sau khi cố gắng bỏ trốn rồi lại bị bắt lại do bị tháo xăng từ trước. Thật nhục nhã, một chiếc xe đua với động cơ V8 1500 mã lực lại phải đi làm đường. Thế thì khắc đếch gì bắt một ông chưa học hết cấp 3 đi làm ca sĩ. Lúc này thì có hai con xe lạ xuất hiện. Mọi người trong thị trấn kiểu quán quyết mười mầm các thứ nhưng mà hai người kiểu me I don't give McQueen thì cũng kiểu bro hai người giúp tôi với, tôi là sao nổi tiếng cân về kali để đua xe và gây ấn tượng với nhà tài trợ ngay hai con xe này tưởng mcqueen bị điên mcqueen thì đang tuyệt vọng xong trên đài lại còn phát tin về trích thế là bố này có động lực để hoàn thành con đường trong vòng một tiếng và không cần nói con đường này như cút quan trọng là nó mới ở trên vùng cao người ta còn làm đường đẹp hơn như này và đấy là họ đã ăn bớt rồi tôi là xe đua không phải máy cầy ông thích thì ông vào mà làm à, xe đua tôi với anh là một vòng anh thắng thì tôi cho đi ngay ông đùa ở dưới nắp capo đây có cái gì một cây xúc xích với hai quả trứng lão này điên rồi tôi có thể thắng lão trong vòng một nốt nhạc lão này chắc phải mất 3 năm để lên từ không đến 100 trăm kẻo này tôi ăn chắc gần như là ăn game tôi là tốc độ mà nhìn cái ông già này xem nghe tiếng thì cặp cạch thế mà dám thách đấu tôi tôi láo nhanh như một cơn gió game là dễ nhưng mà Hudson thì đi cực kỳ chậm rãi thậm chí còn gọi mây tờ đi cùng còn mất quyền thì mất lái và đâm xuống vực và tiếp tục phải sửa đường mất Quyên thì được cái là hơi ảo quyền lực nhưng mà làm cái gì ra cái nấy sửa được đoạn đường khá là đẹp mà sửa xong không đi ngủ lại còn đi luyện tập drift cả đêm mỗi tội là càng tập càng hỏng nghe này con trai cậu làm sai cách rồi muốn cua trái thì phải đánh lái sang phải ok cảm ơn Vin đi rồi nghĩa là muốn tiết kiệm thì phải tiêu tiền gì tôi chỉ là một lão khọm thôi nhưng mà tôi khuyên cậu là đôi khi cuộc đời muốn rẽ trái thì phải rẽ phải trước ý kiến này nghe mặc dù khá đần nhưng mcqueen vẫn thử làm theo và đúng là nó đần thật mcqueen lao ngay xuống vực nhưng mà cái điều tích cực là lúc này mọi người trong thị trấn bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với mcqueen guido và luigi donate cho bộ lốp mới red thì không còn e rè nữa sally thì cũng dần dần thích mcqueen hơn đến tối thì mater được giao nhiệm vụ trông coi mcqueen và mater dụ mcqueen đi trêu mấy cái máy kéo và cái vụ này nó sai vãi trưởng nhưng mà trông cũng khá vui và vì nó rất vui nên là giờ tôi sẽ chuyển hướng sang kể câu chuyện theo ngôi thứ nhất tôi là mcqueen Tôi đang bị kẹt ở thị trấn Xuân Mai Giờ thì tờ đang dạy tôi đi lùi Cậu ta bảo cậu ta là vua đi lùi Tôi thì không biết là làm vua đi lùi thì được lợi ích gì Nhưng mà trông cũng khá ngầu Hóa ra bấy lâu nay tôi không biết quần què gì về lái xe tờ hỏi tôi là cuộc đua ở Cali có gì quan trọng Tôi định nghĩ là tờ nên hỏi anh Bảy vì sao World Cup quan trọng trước Dĩ nhiên đó là danh hiệu Là tiền tài, sự nổi tiếng, nhà tài trợ mới, máy bay riêng tờ muốn nhờ tôi cho cậu ấy đi máy bay một lần Tôi đồng ý Và tờ gọi tôi là người bạn tốt Đây là lần đầu tiên mà tôi có một người bạn Nhưng mà Sally thì không nghĩ thế Cô ấy nghĩ tôi chỉ là đồ hứa leo cho xong chuyện Ờ thì cũng có một tí nhưng mà thứ ra tôi cũng không chắc là mình sẽ cho mây tờ đi máy bay được đêm hôm đấy tôi mơ thấy xe gặt lúa đạt cúp piston không thể được tôi phải thoát khỏi đây tôi đến tìm cảnh sát trưởng để xin thêm xăng và tôi phát hiện ra là doc thực sự là một smurf ông đã ba lần vô địch cúp piston liên tiếp còn hơn cả skt tôi đã ở cạnh top server bấy lâu mà không hề hay biết dạy tôi đi ông phải chỉ tôi cách để đua tôi không đua ông đã vô địch ba lần liên tiếp ronaldo còn chưa được một lần tôi là bexy với tôi nó chỉ là cái gối ôm sao lại thế được nhỉ tôi đem chuyện này kể cho mọi người nhưng mà có vẻ là không ai biết lại còn cười nhạo tôi sau đó sally cắt ngang câu chuyện và dẫn tôi lên núi có vẻ là khá giống một buổi đết đấy nhưng mà cảnh ở đây đẹp quá sally cũng đẹp ờ, ý tôi là cảnh đẹp thậm chí là cung đường ở đây còn có chữ sss ở mộc châu thì chỉ có một chữ s thôi sally kể về thị trấn xuân mai ở đây đã từng là một nơi dừng chân của tất cả xe cộ cho đến khi đường cao tốc được xây lên thị trấn xuân mai từ đó dần biến mất trên bản đồ thật đáng tiếc họ tốn cả chục triệu để lên hà giang mà không biết là có một xuân mai ngay ở giữa trung tâm của bang đúng lúc đó thì mây tờ lao tới với một phi đội máy kéo Tôi phải đi lùa một chiếc về chuồng Và vô tình đã thấy được một cảnh mà tôi đã áo ước từ lâu Doc chuẩn bị đua Sau 10 phút nổ máy Thì cuối cùng ông đã phóng đi Ông cua một đường cực kỳ đơn giản Biến một nghìn lần drift bên Tokyo của tôi thành trò hề Không thể tin nổi Ông vừa drift như một chàng trai tuổi đôi mươi Biến đi tôi drip cho đỡ bị trí thôi ông là tay đua số 1 sẽ sao, sao ông lại nghỉ cậu nghĩ tôi nghỉ à tôi bị tai nạn và sau khi tôi trở lại thì họ bảo tôi là ông là đồ bỏ đi đá tôi ngay đi khi có một tân binh đời mới xuất hiện có thể cậu là gốt nhưng mà khi xa cơ lỡ vận thì cậu sẽ chỉ còn là lốt mà thôi lốt á liêm mập all time giờ thì sửa lốt cái đường và biến đi thế là tôi chiều lòng đóc sửa xong con đường và đi ngay trong đêm Đùa thôi, tôi chưa đi vội, tôi còn điều cần làm cho thị trấn này, thứ họ cần không phải là con đường mới, họ cần được nhớ đến, và tôi đã trở thành khách hàng đầu tiên sau nhiều năm của họ, tôi sắm đôi lốp mới, dán sticker, sắm bộ canh mới và sửa lại toàn bộ đèn ông tôi đem thị trấn Xuân Mai trở lại, người dân trong thị trấn cũng vui trở lại, tôi và Sally nhìn nhau đám đuối, nhưng mà trước mặt tôi lúc này là hàng nghìn chiếc xe đang lao đến, thế giới đã biết tôi ở đây, đã đến lúc tôi phải đến Cali để tiếp tục cuộc đua trong lúc cậu ở đây thì trích sắp ký hợp đồng với Dinoco rồi kìa nhưng mà anh không biết được đâu ở đây có một thị trấn tên là Xuân Mai đẹp lắm tôi không quan tâm nhấc mông khỏi cái thị trấn Lon Ton đấy tôi về đi nó là thị trấn Xuân Mai Lon Ton thế là tôi phải về ngay và không kịp chào tạm biệt mọi người Sally phát hiện ra Doc chính là người gọi phóng viên đến vô cùng thất vọng thị trấn lại đi vào trầm tư Doc thì thấy mình cũng có lỗi với mọi người nhưng mà đã đến lúc trở lại California đến với cuộc đua lịch sử cả thế giới nghỉ làm để theo dõi cuộc đua này tôi vẫn như thường lệ ngồi một mình trong bóng tối làm nhảo như một chú bé thiểu năng tốc độ tôi tôi là tốc độ tôi là Xuân Mai Ờ, à, Tôi nhớ thị trấn Xuân Mai này quá Tôi không có tâm trí để đua Đầu tôi chỉ nhớ về Sally và Đít của cô ấy thôi Nhưng một tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai tôi Mày mà không tăng tốc là tao xì lốp xe Doc và mọi người trong thị trấn đã đến Giờ thì tôi đã có động lực Tôi lao như một cơn gió Tôi dần đuổi kịp hai người kia Nhưng mà thế là không đủ Để có thể lật được tình thế thì tôi cần một pit stop cực mạnh Và Guido đã làm được Tôi bắt đầu đuổi kịp hai người kia Trích bắt đầu giờ trò bẩn như mọi khi nhưng mà tôi đã học được tuyệt chiêu drift mới nó gọi là sấm chớp chuyển hướng Doc đã đúng muốn rẽ sang phải thì phải dê bánh sang trái khuyến khích các cháu không làm theo tôi vụt lên dẫn đầu và chỉ còn cách piston cup 200 m nữa nhưng mà trích đã chơi xấu với the king anh ta lộn santo ba vòng và nằm nát bét trên sân nhìn the king thì tôi lại nhớ đến đóc khi xưa the king khả năng cao sẽ bị ruồng bỏ trừ khi anh ta hoàn thành cuộc đua Nhưng okay mà the king sắp giải nghệ rồi mà thì đằng nào chả bị nhưng mà thôi tôi vẫn quay lại và đẩy the king về đích về lý thuyết tôi đã mất piston cup nhưng mà có người đã từng nói với tôi rằng nó chỉ là cái gối ôm mà thôi. Mọi người ho reo vì hành động của tôi. Trích thì bị cả cộng đồng quay lưng. Còn Dinoco quyết định vẫn sẽ ký hợp đồng với tôi. Nhưng mà tôi đã học được rất nhiều điều từ thị trấn Xuân Mai. Những anh bạn gì xét kia tuy trông có cũ kỹ nhưng mà không có họ tài trợ thì không có McQueen ngày hôm nay. Mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Thị trấn Xuân Mai được đưa trở lại bản đồ. Nhiều người đã ghé qua thị trấn hơn. Tôi đã hồi sinh thị trấn. Còn thị trấn thì đã cứu cái tôi của tôi. Còn các bạn thì cứu lượt view của cái kênh này. Và tôi là Lightning McQueen. Xin chào và hẹn gặp lại.